Cảnh xin chào tất cả cô chú bác anh chị mình nha. Hôm nay Cảnh sẽ tiếp tục chia sẻ đến cho cả nhà mình á thêm một cái phương pháp để mình loại bỏ những cái mùi hôi ở trong toilet của mình nha, và ở trong tủ quần áo hay bất cứ chỗ nào mà có mùi hôi, thậm chí như cả phòng ngủ của mình luôn, thì hầu hết á mình mùi ẩm mốc này kia ở trong phòng và trong tủ đồ và những trong toilet, lâu lâu nó sẽ có một cái mùi hôi rất là khó chịu. Cho dù mình vệ sinh hàng ngày, cái mùi hôi ở nó cũng vẫn hực lên nha. Thì còn làm cách nào để mình loại bỏ những cái mùi hôi và những cái con trùng như ruồi, muỗi, gián đồ kia, nó nghe cái mùi này nó sẽ tự động bỏ đi nha. Thì mình sẽ kết hợp nhơi lại với nhau. Đây là gừng và một chai dầu gió. Dầu này là dầu gió nước xanh nha cả nhà. Tại vì Cảnh chiết ra từ chai lớn sang qua chai nhỏ nên Cảnh dùng chai này nha, là dầu nước xanh mình á. Thì mình sẽ kết hợp chung với gừng nha, sẽ ra một cái hỗn hợp cực kỳ thơm và nó loại bỏ những cái mùi tanh hôi và mùi ẩm mốc của dừa dán, chuột dán gì đó, kiến rồi nọ, những tóm chung là những con trùng nó nghe mùi này nó sẽ bỏ đi nha. Còn làm cách nào thì Cảnh mời cả nhà mình theo Cảnh nha. Thì cái phần gừng này thì Cảnh cũng đã có rửa qua sạch rồi. Thì phần gừng mình chỉ sử dụng một củ nhỏ như thế này thôi, không cần củ to đâu. Đó, thì mình sẽ sắc ra thành sợi sợi ra cho Cảnh nha. Rồi cái phần này mình cũng sắc sợi luôn, sắc sợi mỏng luôn nghe cả nhà. Thì Cảnh lúc trước Cảnh cũng có chia sẻ rất nhiều về cái công dụng của gừng đó cả. Thì công dụng của gừng nè, nó sẽ làm giải cảm cho mình, khi làm nước uống rồi cũng giải cảm là cúm nhức đầu rồi kia. Thứ hai nữa, nó cũng có công dụng là như là loại bỏ những cái mùi hôi trên thịt cá của mình và những cái món ăn nào đó, và nó sẽ làm đi mềm đi thịt này kia, cũng rất là nhiều công dụng. Thì hầu hết á, rừng này nó lúc nào cũng có cho trong nhà mình để chế biến những món ăn khi mình cần đến rừng, như làm nước mắm rừng hay này kia vân vân, thì nó rất là nhiều công dụng nha. Thì nói về công dụng của gừng á, thì Cảnh kể tới sáng cũng chưa hết nữa. Thì cô chú bác anh chị mình nào mình có sử dụng gừng nhiều thường xuyên á, thì mình sẽ biết những cái công dụng của gừng nó rất là nhiều nha. Thì bây giờ Cảnh chỉ chia sẻ những cái công dụng để mình loại bỏ những cái mùi hôi thôi. Đây, thì chuẩn bị cho Cảnh á, một cái khẩu trang. Thì mình sẽ lấy cái phần trong này mình banh ra đó, và mình sẽ cho hết cái phần gừng này vô đây nha. Những cái mùi này á, dán đồ nó rất là sợ nha cả nhà. Dán, kiến, đồ này kia nó bu vô, miếng con trùng nó bu vô cho chỗ mà trong phòng mình hay quần áo gì đó, nó chỉ nghe được cái mùi này thôi là nó sẽ bỏ đi hết nha. Cái này chỉ cách đuổi nó đi thôi, chứ ngoài ra không phải là cách để mình diệt kiến hoặc diệt dán nha cả nhà. Đó, thì cái phần dầu này mình cho vô đây, đổ cho kết hợp chung với cái phần rừng này nè. Đây, mình phải banh ra như thế này. Rồi mình sẽ cho phần dầu vô đây, mình nhiễu vô đây, mình nhiễu chừng 5-3 giọt gì đó cho nó thấm vô cái phần gừng nha cả nhà. Cái phần gừng này kết hợp lại, khi mà mình bị mất ngủ, cô chú bác anh chị mình làm theo cách này cũng rất ngủ rất là ngon nha. Thì mình cột lại và mình để dưới cái gối đầu nằm của mình á, và mình nó hít vô vào những cái mùi này, mình ngủ rất là sâu giấc nha. Cái này cũng trị được những cái triệu chứng mất ngủ cũng rất là hay nha cả nhà. Đó, thì cái phần này Cảnh sẽ cột lại như thế này. Đó, cái này mình sẽ thứ nhất mình để trong toilet, mén trong toilet. Thứ hai mình sẽ cho vô cái phòng ngủ mình treo lên như thế này. Đó, thứ ba khi cả nhà mình, cô chú bác nào mà thiếu ngủ, mất ngủ gì đó, ngủ không sâu giấc, có thể mình để dưới gối mình nằm lên và mình hít cái này, đầu óc mình nó thư giãn và ngủ rất là ngon. Đó, thì những cái công dụng của từ cái gừng này thì bây giờ Cảnh sẽ đem vô trong toilet để Cảnh máng cho cả nhà mình xem mà, và trong tủ quần áo để mình biết cái cách mình để mình treo lên mình thì xử lý nha. Thì trong cái toilet mình á, hầu hết mình cũng có một cái thanh ngang như thế này và mình có một cái móc, thì mình sẽ cho vô, mình máng vô đây đó. Rồi mình máng như thế này thì cái mùi của rừng và dầu gió của mình nó kết hợp lại với nhau, mũi kiến gián nó sẽ nghe nó rất là sợ nha, và mình hít vô cái mùi này nó
nó rất là dễ chịu và nó loại bỏ những cái mùi hôi ở trong toilet mình nha. Cảnh cũng nói rồi, cái toilet mình cho dù mình là vệ sinh hàng ngày mà trong khi á, trong cái bồn cầu mình nó sẽ đi ra, thực ra nó sẽ cũng có vẫn có cái mùi hôi, nên mình cần phải loại bỏ những cái mùi hôi như thế này để cho cái toilet của mình có một cái hương thơm rất là thơm nha. Đó, rất là dễ chịu luôn. Cô chú bác anh chị mình cứ test thử đi coi nó có hương thơm hay không nha. Hương thơm này nó kéo lâu dài hơn. Thì nếu mà chừng nào hết hương thơm thì cô chú bác anh chị mình trở ra mình cho phần dầu vô. Chừng nào gừng nó mà khô đi, có thể mình thay gừng mình cho vô nha. Cứ việc là mình lặp đi lặp lại như thế này, toilet mình quanh năm không có cái mùi hôi luôn. À, bây giờ Cảnh sẽ cho vô một cái phần tủ. Thì bây giờ phần tủ Cảnh sẽ không quay nữa. Còn nếu quay nữa thì mất thời gian của cô chú bác anh chị mình rất là nhiều. Thì trong tủ quần áo hả, trong phòng ngủ mình nhé, mình cũng áp dụng theo như thế này và mình treo lên như vậy cho Cảnh, cực kỳ hiệu quả luôn. Nếu mà cô chú bác anh chị mình có xem kênh Cảnh á, có thấy hữu ích và mến kênh Cảnh á, cho Cảnh xin một like và một lượt đăng ký nha. Nhớ bật chuông để nhận video kế tiếp của Cảnh nha. Thôi, Cảnh chào tất cả cô chú bác anh chị mình nha. Hẹn gặp lại video sau nha.